và Quyền Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, những câu chuyện đem chúng ta những góc khuất trong cuộc sống, làm sao để có thể có nhiều kinh nghiệm hơn để chúng ta hoàn thiện mối lương duyên giữa mẹ chồng nàng dâu. Xin cảm ơn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Alabio, ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường đã đồng hành cùng chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Và bây giờ chúng ta cùng chào đón mẹ chồng nàng dâu đầu tiên. Ngày đó khi mà ngày cưới thì em nói thôi để mai tặng cho hai người mẹ mỗi người một bộ áo dài. Một cái duyên cũng rất hay dạ. Hả? Em mốt chàng trai nào nghe vậy đi đường đừng có lũi ta nha. Xin mời. Chào. Dạ, chào bác. Được rồi. À, xin mời bác giới thiệu về mình ạ. Giới thiệu dạ giới thiệu bác á. Đó là Nguyễn Thị Ngọc Liễu, 66 tuổi từ Bến Tre. À, ở đó mình có trồng dừa, trồng chôm. Dạ, xíu dừa, xíu dừa. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Dạ, anh Quyền Linh ạ. À, chào Lê Lộc. À, chào quý vị khán giả. Em tên là Lu Phan Ngọc Bích, năm nay 33 tuổi. Bích Lâm đang làm điều dưỡng ở một bệnh viện quốc tế thành phố Hồ Chí Minh. Mẹ chồng nàng dâu là một nửa tuổi đó, mình đây 33, đây 66. À, làm dâu của mẹ được 8 năm 6 tháng. Oh. Dạ 86, đúng tuổi, hôm nay là đúng ngày. Bích cũng sinh năm 86. Wow. mấy cháu rồi? Dạ em được hai cháu, hai bé trai 5 tuổi rưỡi với 3 tuổi. Cái ngày đầu tiên mà bác thấy cô dâu mình á thì bác tưởng tượng cô gái này như thế nào, có ấn tượng điều gì hay không? Dạ lần đầu tiên là con dâu này nó đụng cô gái tay. Trời đất ơi. Nè đụng gái tay này nè. Cô đi chùa để con dâu nó đi lên bệnh làm bệnh viện trên bệnh viện Quốc Ánh á, bên kia băng qua đừng mô Phật đừng đụng tôi nè, đụng tôi ai dạy đụng cái rầm luôn. Nhớ má nó là nghe mô một bậc đừng ủi mà nó cũng ủi lúc đó má nói vậy mô Phật rồi cái nói cô ơi cũng may là cô ngừng xe lại mô Phật con đụng cô gãy tay, nếu mà cô chạy tới con đụng gãy chân rồi. Cô nói là thôi con cứ đi đi con đi đi không có con có sao không? Cái cô thấy nó thấy cô tay cô sưng thì nó mới nói không được cô ơi con phải đưa cô vô bệnh viện. Cái bắt đầu con cô nó về, nó thằng Út nó không gặp nhỏ này nữa. Diễn ra rồi cái mẹ cha nó mới lên đặng đưa bồi thường tiền cho cô á. Dạ. Cái thằng Út nó nói má đừng có lấy tiền của người ta, để con lo cho. Lúc nó nhỏ này nó cũng ấn tượng rồi. Thấy là tốt. Rất là tốt rồi. Một tháng sau nó về cái ba nó cũng bị tai nạn. Để thôi để con về con chở má xuống thăm ba của cô đó. Thì chở xuống rồi hai bên cũng quen biết nhau. Một tháng sau nữa má coi ngày đi hỏi vợ cho con, hỏi đâu vợ con nhỏ mà ủi má gãy tay á. Thì cô kể có nhiều việc sao cô kể vậy thôi chứ có gì đâu. Má mới lấy điện thoại của ổng á, má gọi cho em cố tình. Dạ kêu để cho hai đứa làm quen. À, cho hai đứa chuyện làm quen này. À tức nằm bệnh viện mà cũng mai mối luôn á. Đâu phải nó cũng phải có cái nguyên nhân của nó. Dạ. Tại thấy cô này tốt quá đúng không cô? Dạ đúng rồi. Lúc đó là quá tính liền. Rồi à. Tính trong đầu rồi, cái trong đầu là nó con làm dâu cô nha, nói vậy đó. Rồi là, sao mà gia đình tháng biết? Sau nữa là cha em bị một anh khác tông vô, mà cũng may xem không dính với anh kia mà dính với anh này. Gặp đầu tiên thì anh nói gì không? Không, lúc gặp đầu tiên mình thấy anh này đẹp trai mình khóa à. Mê cho đẹp. Xong rồi lúc đó nói thôi em lỡ tông má anh rồi thôi anh lấy em luôn đi. Xong chỉ gặp nhau đúng hai lần cà phê bắt đầu là điện về kêu má ơi chuẩn bị cưới Bích nha. Cái má quay ngồi nhớ hoài má nói gì ghê vậy con. Tức là má không rồi nghĩ từ mình. Lúc tông nhau cho tới cưới nhau là bao lâu? Từ lúc gặp nhau cho tới cưới nhau là hơn một tháng. Nó nhanh vậy đó con. Nó giống như tông xe vậy mà. Nó giống như là nó sẹt điện vậy đó. Sau đó mình về làm dâu có làm tốt hay không hả cô? Dạ tốt, đối xử với cô rất là tốt. Lo các thứ công việc nó đi làm nhưng mà về nó cũng phải lo chăm sóc cho mẹ. Rất là cô dâu con rất là tốt. Cô thấy mình hợp với con dâu điều gì? Hợp lắm. Thứ cái cử chỉ đồ nó lo cho mẹ chăm sóc như tôi mới nghĩ là tôi coi nó như con ruột của tôi vậy. Nó làm các thứ rồi nó mua gì má thấy má lên là lo cho này. Quần áo hợp không? Đầy đủ hết. Nè cái này là bộ đồ này, đồ cưới nó mua mai cho cô nè. Nay bận lên nè. Kỷ niệm. Tám năm mấy mà vẫn còn mấy vẫn còn nè con, kỷ niệm vẫn còn. Dạ. Vẫn đẹp ha. Còn mới quá. Hình như cô 8 năm chắc cô mặc chắc một vài lần thôi. Có đám tiệc mới đi con. Dạ, hẹn chị nó mới như ngày xưa. Ngày đó khi mà ngày cưới thì em nói thôi để mai tặng cho hai người mẹ hai mỗi mẹ người mẹ một bộ áo dài. Một cái duyên cũng rất hay hả? Mai mốt chàng trai nào nghe vậy đi đường đừng có lũi người ta nha. Mẹ chồng nó rất là hợp. Còn em có thấy hợp không? Trong lòng em thì em thấy mẹ ruột với má như hai người mẹ của em, cho nên mỗi lần em có đi du lịch hay muốn mua món đồ nào á
em luôn mua luôn cả hai người. Nhưng tuy nhiên về má thì má ăn chay trường, mình cũng có đi chùa mà mình không ăn chay. Cái về cho nên không có biết nấu đồ chay, chưa từng nấu cho má một bữa ăn nào cả. Trời đất ơi, vậy chứ em làm gì cho má chồng em rồi? Em làm dâu má 8 năm, tuy nhiên chưa thật sự một ngày nào là làm dâu của má. Dạ, em ở Bình Dương mà em làm ở Sài Gòn. Chẳng hạn như tháng, 1-2 tháng mới về quê một lần. Mình cũng là người bận rộn, tại vì em có kinh doanh nữa đó. Rất là bận rộn, nên mình về thì mình nghĩ mình cứ biếu tiền cho má để má thích cái gì là được. Em nghĩ như vậy. Chưa đủ đâu, má chưa thích điều đó đâu. Đúng rồi. Được mà, có gì đâu không? Đúng. Nghĩ má đi chùa đó, cho nên má có một niềm vui ở trong chùa. Nhưng mà chưa có một lúc nào đó mà cả gia đình cùng hai vợ chồng, hai đứa con để mời má dẫn má đi chơi gì đó. Chưa có như vậy. Bây giờ má ở nhà với ai ở nhà? Với bà ngoại. Bà ngoại nay 90 rồi. Thì hai vợ chồng nó phải lo cho cô. Phải lo cho cô với bà ngoại. Không. Cô giờ em giặt quần áo cho mẹ chồng chưa? Chưa. Cô giờ em quét được cái nhà, cái cửa chưa? Hiếm. Lâu lâu mới về thôi chú. Lâu lâu mới về á. Mà về, mà lúc lo mà dọn dẹp mới hơi rồi. Con nó nhỏ đó, ăn thì nhiều khi đồ ăn má cũng nấu sẵn đấy. Má ăn chay trường thì lúc má cũng làm đồ mặn cũng ngon lắm, kho thịt ngon lắm. Khi nhiều khi thôi để thôi má làm á. Ăn không cái khi má còn thấy hai đứa nhỏ nó quậy, thôi con lên giữ cháu đi để đây má lo. Những lần em về quê với má thì em làm được những gì? Hầu như chưa làm được gì đáng kể. Chưa làm tròn trách nhiệm con dâu. Hôm nay lên đây ngồi mới dám nói. Đó là lý do tại sao em đăng ký chương trình này. Tại vì đây là một chương trình thật sự để cho mình muốn nói những gì mình ở ngoài á. Nhiều khi về nhà cầm tay chưa giờ nhắm, má ơi con thương má. Thỉnh thoảng má cho con để làm trọn, làm bước con dâu. Mới mốt về với má sai đại đi, má giờ bích mày về quét nhà cho má đi, hay hoặc là nấu cơm cho má ăn đi. Má chưa từng, má làm hết à. Quét cái nhà rồi nấu cho má bữa cơm chay, rồi tối có thể là pha cho má bình trà hay làm cái nước gì uống cho má mát đó, được không? Chắc chắn sau này sẽ được. Chắc chắn sau này sẽ được. Có giờ tổ chức sinh nhật cho mẹ chồng chưa? Có. Kỳ nó nhớ không? Có, nó có làm. Làm nó lâu làm chưa? Lâu lắm rồi con, nay mấy, ủa bao nhiêu lâu rồi con? Năm má tròn 60 tuổi. Một dạ. Lần một. Một lần thôi. Một lần là năm má được 60 tuổi mà. Thật ra đó cũng là một sự đáng tiếc. Lúc đó là cũng nói thôi mình làm ở dưới quê 60 tuổi là làm gì đó má. Mừng thọ. Dạ mừng thọ. Dạ dạ. Có nhớ là mừng thọ xong mừng rồi cứ bàn với chồng thôi về là mời cả dòng họ này mình về mừng thọ. Cái xong mà cũng có nghe một vài thông tin nói thôi đừng nên. Dạ làm không có nên, không khéo rồi rủi mất công lại cái gì đó đó. Dạ đáng tiếc nhiều người không cho làm mừng thọ. Xong má nói thôi vậy thôi để má vô chùa má làm. Thôi vậy thôi má cần để con đưa tiền cho vô chùa má làm với ông thầy với mấy cô sư. Cho nên lúc đó cũng chưa có thật sự để làm mừng thọ hay tổ chức trong sinh nhật. Gọi là gửi tiền cho má chăm sóc coi đời sống cho má không? Dạ có gửi tiền. Má khi má lên cả thế đâu vớ rách em cũng đi mua cho má mà một cái gì đó mà phụ nữ hay gì ấy cũng mua cho má, cũng lo những chi tiết đó. Khi về mình gặp thì mình mới gửi chứ không có một không phải là định kỳ. Vậy thì có những lúc mà cô ở nhà không có tiền xài thì thế nào cô? Dạ có không tiền xài điện tụi nó. Tụi nó không có gửi về thì sao? Phải gửi chứ. Hàng tháng về thì nó hơi ít chút rồi, hơi lâu lâu về nhiều chút. Thật sự khi mà Linh là người ngoài thôi, Linh cảm giác một cái không gian ở trong gia đình nó thiếu thốn cái tình yêu thương á. Dạ. Nói gì nói, cô bởi vì cô sống giống như người đi tu vậy, một cư sĩ mà. Dạ. Cô quen với chùa chiền, lấy những cái câu kinh nó làm cái niềm vui rồi cô không nghĩ tới. Dạ. Chứ nếu như một người như mình đó, mình sẽ tưởng tượng, trời ơi, bao nhiêu năm nuôi con khôn lớn như vậy, dựng vợ gả chồng cho tụi nó. Mà giờ ăn thì một mình, làm gì cũng một mình. Đôi khi cảm xúc của một mình, đôi khi nhức đầu chóng mặt của một mình. Rồi đôi khi có một người mẹ lớn hơn 90 tuổi đó, vẫn lủi thủi một mình. Một mình với một mình. Những lúc trái gió trở trời thì sao? Ai chăm sóc ai? Không lẽ bà cụ 90 tuổi chăm sóc bà cụ 66 tuổi hay sao? Nó cũng lo tội nghiệp lắm. Điện về hoài à. Tức là hả, cứ bốc điện thoại lên gọi alo bà chùa hả, kêu má chồng mà kêu bà chùa mô Phật giàu khỏe không con. Thôi bây giờ mình xem con trai của cô nói điều gì nha. Quý vị biết không, trong một ngày mình đang làm tại công ty á, thì mình nhận được một cú điện thoại báo là má mình đã bị người ta đụng. Thì mình tức tốc mình về quê liền. Trong lòng mình nghĩ ai mà đụng má mình mà đến nỗi như vậy, chạy xe mà vẫn bị đụng. Khi về đến nơi thì gặp được
một người phụ nữ, mà phụ nữ này cũng dữ ạ. Dám đụng người ta xong rồi đưa thẳng cho bệnh viện luôn. Bà xã là nhất rồi. Người ta nói nhất dạng gì trời mà. Nhưng mà có điều á, có một điều á là bà xã của Cường rất là ghen. Tao phải nói là ghen ghê lắm. Cái châm ngôn của bà xã của Cường là chế đẹp chứ khôi, chế không có hiền đâu nha. Mình cứ xác định mà, mình luôn luôn là chồng ngoan là được rồi. Em làm dâu 8 năm, nhưng đúng ra là em chưa một lần làm dâu với mẹ. Dạ đúng rồi. Công việc xã hội rất là tốt, nhưng nghĩ rằng là còn một chút gì đó dành riêng cho má chồng của em, người mà em đã tông từ năm xưa. Có bao giờ cô khóc một mình không cô? Trời ơi, không. Đâu có đâu. Má đi chùa. Tự nhiên. Nhưng mà má nghĩ là má không không có cái gì bận tâm ở ngoài đời hết trơn á. Đó. Đúng rồi. Dạ. Chờ con dâu nó dắt cháu về. Có lúc nào đó bác nghĩ là con mình nó sẽ về ở chung với mình. Cũng mong muốn, nhưng giờ công việc nói chung là bác đã cũng như hướng về Phật pháp rồi. Dạ. Cũng như sau này lo cho con cháu có nơi có chỗ rồi. Chúc cô luôn luôn có sức khỏe. Và thật sự nghe câu chuyện của má chồng em á, anh cũng rất là chạnh lòng. Hãy dành nhiều thời gian hơn nữa. Hai người phụ nữ cũng lớn tuổi rồi, họ cần tình cảm lắm. Đấy. Em có điều muốn nói. Nói đi, em nói đi. Má lên từ hồi tối hôm qua nhưng mà sáng nay thì mới nhìn, mới quay lại nhìn hỏi. Má ơi, con nói này má đừng giận con nha. Hỏi má ơi, sao nay bà chùa sẽ thấy bà chùa đeo đồ bông? Bình thường bà chùa đi nghỉ đi chùa không có đeo vàng đồ bông gì hết. Nó nói đi làm. Sáng qua mới mượn bà cố. Sáng nay còn mang đôi dép nhựa lên nữa. Tại vì bình thường những cái đó mình không có nghĩ đến. Thấy cái lòng mình nó đau lắm. Mình nghĩ mình có thể mua một bộ váy tiền triệu gì đó, nhưng mà mình không thể mua cho má một đôi bông tai được. Tại vì mình không có nghĩ tới. Dạ. Tự nhiên hôm nay thấy tự nhiên nó ùa chân hẳn. Má đi ra ngoài, má đi chùa hay kia được. Má không thích đeo vàng, mà thật ra thử nghe thấy đeo. Dạ, cho nên hôm nay con có món quà con tặng cho má. Là mới con đeo cho má luôn. Đeo cho má đi. Cô cũng cảm động hết sức. Nói chung là xã thân vì đạo rồi đó. Trả bông cho cố đi. Cố nhà cũng buồn bởi vì ai đó lấy bông của cố. Mồ Phật. Không biết nó có đem về cho tôi. Nãy thấy đeo đôi bông mà. Cái đôi bông vàng này của bà cố. Của bà cố. Cái chiếc chốt được không? Dạ đích để đây. Giá như có thể mình mua được, nhưng cái tình cảm nó thiếu thốn cô ạ. Dạ. Nói gì nói mình cũng là phụ nữ. Dạ. Đôi khi mình cũng đẹp chút xíu. Mình cũng có một chiếc bông. Mình cũng có một chiếc kẹp. Mình có một cái nơ. Đẹp lắm á. Đẹp. Đẹp lắm á. Đâu có nhìn đâu, hồi nãy nhìn ngoài nó đẹp. Đẹp. Hôm nào về mua cho má cái khăn quấn cổ. Dạ khăn có. Có đi đi du lịch. Hôm nào mua cho má đôi giày. Giày mới mua sáng luôn. Đó giờ mua mấy đôi rồi. Nhiều lắm, nhưng mà mua dép đó. Dép. Mua dép không thấy chưa. Vậy là bữa hổm nó, ủa má mới nói con má đi đám cưới à? Đám cưới mang gì? Mang dép nhựa. Thấy chưa. Bữa nào mua sáng cho má bộ đồ bơi. Mồ vật. Bác ơi, hôm nay bác có đôi bông mới rồi, bác thấy sao? Con thấy đẹp. Bác khóc á. Trời ơi, thấy thương quá. Đồ. Xin gửi tặng bà chùa. Mồ vật chồng. Kỷ niệm của chương trình. Dạ. Cái này đừng đem vô chùa nha. Để gì mà. Dạ. Dạ, đem khoe cho bạn đạo. Con có tặng mấy người kia mấy cái hình vậy đó. Khi con tới nhà thăm, thấy họ để trên bàn thờ. Mồ vật. Dạ, họ cũng trân trọng mình mà. Hỏi là sao vậy nói? Thì tôi chỉ nhớ ông cố tôi, bà cố tôi với Quyền Linh đó. Để bàn thờ chung vậy đó vui. Mồ vật. Dạ, thắp nhang chung luôn nha mà. Dạ. Không sao, để đâu để cũng được. Dạ, hay cắt hình con để riêng bên để mình lễ lọc bàn thờ. Con nắm cái này chứ. Dạ cái này chắc về con trời ơi, con nhận nắm đôi bông bà cố. Nắm không cho buông ra. Sợ rớt bông bà cố. Quý lắm á. Rồi cho gửi lời thăm cố nha. Dạ. Dạ. Dạ cũng cảm niệm công đức chú với. Dạ, dạ con dạ. Cảm ơn dạ. Bác. Dạ. Ở gì là Phật. Dạ. Dạ. Chương trình cũng có phần quà dành tặng cho bác nè. Đây là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Alabio, ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Sản phẩm được nhập khẩu từ Nhật Bản. Ala vượt qua nỗi sợ đái tháo đường. Và một chiếc TV dành tặng cho cả gia đình mình. Đó là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng đến từ thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh. Sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt.
Như là Phật. Dạ, dạ. Cảm ơn công đức. Dạ. Cảm ơn bác đã đến với chương trình. Dạ, cảm ơn chị ạ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón cặp mẹ chồng nàng dâu thứ hai. Xin mời. Lần đầu tiên trong tháng 11 này, chương trình truyền hình nổi tiếng tại Việt Nam Mẹ Chồng Nàng Dâu chính thức khởi động ghi hình tại California, Hoa Kỳ. Đừng ngần ngại, hãy liên lạc ngay với chúng tôi thông qua trang fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu. Nhỏ lớn cũng đi ăn đi học không chứ có làm cái gì đâu. Thì về nhà mình, nó ra mình phải tập từ dạy từ từ cho con. Chuyện gia đình nó có chui tất không? Cũng được, nó ngay nó đi làm suốt rồi về, chủ yếu là nó lo cho chồng cho con đó, là mình mừng rồi. Xin chào. Chào mẹ chồng nàng dâu. Dạ. Thôi mời cô ngồi. Dạ, chào cô, chào chị ạ. Mời em dạ, ngồi. Xin mời chị. Xin mời mẹ chồng nàng dâu giới thiệu về mình ạ. Chào hai Quyền Linh dễ thương. Dạ. Chào quý vị khán giả. Tôi là Trần Thị Khuyên, 55 tuổi, ở quận Bình Thạnh. 55 tuổi. 55 tuổi. Nhìn trẻ quá ha. Đây là dâu. Dạ. Dạ. Con chào chú Quyền Linh, chào Lê Lộc, chào quý vị khán giả. Con tên là Lê Thị Quyền Trang, con 30 tuổi ạ. 30. Dạ. Hiện tại con là văn thư của một trường mầm non ở Bình Thạnh. Chị làm dâu của mẹ bao lâu rồi? Dạ, em làm dâu của mẹ cũng được 3 năm mà chị, 3 năm mấy rồi ạ. À, chắc dạ. Là mình cũng có cháu rồi ha. Dạ, em có cháu 3 tuổi rồi. Lần đầu tiên cô gặp con dâu tương lai của mình cũng có một số ấn tượng hả? À đúng rồi. Có thể kể cho chương trình nghe được không? À lần đầu tiên á, cô gặp con dâu cô là con trai cô về nói mẹ ơi con quen bạn gái rồi. Thì qua Tết á con dắt về giới thiệu cho mẹ. Thì cô nói thôi qua Tết rồi đáng duyên á rảnh con dắt về đây cho mẹ con mắt rồi đám cưới nha mẹ. Ơi cưới nên là nó đòi đám cưới luôn hả? À là trong năm nó đám cưới luôn. Ví dụ tháng giêng nó dắt về thì cô coi mắt xong rồi thấy tháng 4 đám hỏi. Và tháng 11 đám cưới. Nó ngay gia đình con nó cũng lớn rồi rồi cô cũng ham dâu nữa. À. Rồi thấy nó quen nó đàng hoàng hỏi cưới cho nó. Nhưng mà ấn tượng gì cô gái này không? À, lần đầu tiên nó dắt về thì thấy bé cũng dễ thương. Thì cô đang nấu ăn thì nó vô nó cũng phụ này kia nhanh nhẹn nói chuyện quạt bác hai mẹ con rồi nói chuyện với nhau cũng quạt bác rồi thôi. Thấy cũng mến. Thì mới thượng lăn xăng nhào vô lăng xăng nó nhào nó phụ này kia. Nhưng mà cưới về chưa chắc nó phụ gì đâu. Nó ngay cưới về thì nó cũng phụ nhưng tại vì nó mắc đi làm. Thấy chưa? Mới cưới về nó phụ ít hơn đúng không? Nó mắc đi làm từ sáng tới đi làm tới tối nó mới về. À, chỉ có ngày thứ bảy chủ nhật nó nghỉ thì ở nhà ví dụ mẹ nấu gì cũng nhào vô phụ. Phụ mẹ vậy đó. Để ăn xong rồi dọn dẹp nó ngay nó cũng được chứ. Ăn xong cũng rửa chén rồi rửa chén rồi. Rửa chén của nó hả? Không, nó rửa chén cả gia đình. Nhưng mà có cái điểm nào ở cô dâu mà cô cảm thấy thích liền ngay lần đầu tiên gặp không? Không, cô cũng chưa có ấn tượng gì hết. Mà có cái hơi lùng cô mới nói vậy nè. Cô nói con trai cô nói con ơi bé này thật mẹ thấy được đó. Nhưng mà có cái hơi lùng cô sợ nữa cháu nội cô nó lùng thôi. Không có lùng đâu. Dạ. Trời không tại nhà chồng nhà chị cao không mà. À cao hả? Cha mẹ lùng đừng có sợ con lùng. Gen di truyền theo khảo sát của các chuyên gia y tế thế giới thì di truyền chỉ chiếm có 23% thôi. Dinh dưỡng chiếm 32%. Môi trường khí hậu và sự chăm sóc gia đình chiếm 10%, tổng cộng là 77% do các chế độ khác. 23% di truyền không sao cả. Có những cha mẹ rất lùn nhưng con rất cao. Thí dụ Linh cao có 1m71, con Linh là mới 13 tuổi mà nó bằng Linh rồi đó. Đâu con thấy cao hơn luôn rồi đó. Đừng có sợ, những cái bà mẹ hay chọn dâu là thấy nó lùn quá sợ để con không cao, đừng sợ chuyện đó. Quan trọng là do mình chăm sóc môi trường và chất dinh dưỡng mới là quan trọng. Thì con thằng trai cũng nói vậy. Nó cũng nói với mẹ đừng lo, mẹ đừng lo, sợ. Không, đâu có lùn đâu. Trời xinh gái à. Xinh gái. Mà, quá xinh luôn, xinh hơn Lộc. Ý ơi, xinh lớn nha, nữa Lộc. Nhưng mà cái lần đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng á, chị có ấn tượng điều gì không? Mẹ trẻ, đó là da mẹ rất là đẹp nữa. Đó thấy ấn tượng nhất. Thấy mẹ hiền không? Đó là mẹ hoạt bát lắm. Mẹ vui vẻ, mẹ nói chuyện với mình là rất là vui, tạo cho mình cái không khí là mình đỡ hồi hộp á. Em gái thấy rằng mình hợp với mẹ chồng điều gì? Dạ hợp là kiểu như là đi mua đồ á, hai mẹ con hay hỏi ý kiến nhau. Kiểu như là em con mua cái đó thì con hay hỏi mẹ là có đẹp không mẹ. Mẹ mua cái đó thì mẹ cũng hỏi lại là có đẹp hay không. Đi đâu thì cũng hay rủ mẹ. Có điều gì con dâu mà không hợp với cô? Nó ngay hồi mới về thì hai mẹ con ăn uống không có hợp. Tại vì ngay mình lớn tuổi thì ăn hơi nhạt nhẽo xíu vậy đó. Dạ. Ở ngay thì chị nấu cơm cho nó ăn không à, làm đồ ăn sẵn không à, ít khi nào để nó nấu lắm. Nó nấu ăn nó vừa miệng. Rồi từ từ tập con từ từ. Ví dụ mẹ ăn vậy con nấu theo cái cách của mẹ cho ba mẹ ăn. Tập con từ từ rồi từ từ nó cũng hợp.
Nó nói với nhỏ, nói với nhỏ lớn cũng đi ăn đi học không chứ có làm gì đâu. Rồi về nhà mình, nó ra mình phải tập từ dạy từ từ cho con. Chuyện gia đình nó có chu tất không? Cũng được, nó ngay nó đi làm suốt rồi về. Chủ yếu là nó lo cho chồng cho con nó là mình mừng rồi mình. Có tổ chức sinh nhật gì cho mẹ không? Sinh nhật thì nó không có tổ chức nhưng mà nó mua quà nó tặng. Có quà là được rồi. Đúng rồi, lâu lâu ấy, ví dụ 8 tháng 3 hay là ngày phụ nữ này kia nọ là ngày sinh nhật của mẹ. Nó mua rồi về nó tặng cho mẹ. Nói tặng cho mẹ con, không có tặng cho ba. Có bao giờ mẹ la con dâu không? Thì không, cái gì mà con nó làm dự ý thì góp ý thẳng cho nó, chứ không có la. Ví dụ nhà con làm nó không được, mẹ không thích. Ví dụ cách mà dạy con cái thì cũng có đứa cháu nội, thì bà nội mà có đứa cháu nội đầu tiên cưng lắm, thì con bé này nó hay đánh hay la thì hay nói nó con dạy từ từ, con làm vậy mẹ sốt ruột, mẹ không có thích. Hai mẹ con gì góp ý quay lại hả? Góp ý có buồn không? Dạ lúc đầu thì cũng hơi buồn, nhưng mà suy nghĩ kỹ lại thì mẹ la cũng đúng. Cũng đúng. Dạ. Yeah. Có bao giờ mình ức quá mẹ la hoài muốn dọn đồ về nhà mình không? Dạ nó không có, chưa lên. Chưa có lần nào đúng không? Dạ. Nhưng mà những lần mà mẹ la như vậy là chắc chắn là hai mẹ con mình có những điều chưa hợp nhau đúng không? Dạ. Ừ. Thường là không hợp nhau ở điểm gì chị hả? Dạ thường không hợp nhau là do con em nó quậy. Nhiều khi em tức giận lên em quýnh em la. Rồi cái mẹ thấy mẹ xót mẹ la. Nói chung là mọi nguyên do là do bé không à. Chứ em với mẹ thì không có gì hết. Có những kỷ niệm nào đáng nhớ với mẹ chồng không? Dạ có. Kỷ niệm đáng nhớ nhất á, mà em thấy thương mẹ nhất á, là lúc mà có bầu bé á, cái lúc mà gần sanh rồi, mà hôm đó là bước vô nhà phòng tắm cái đi ra bị té á, chú Linh. Xong rồi cái tối đó bị đau bụng, cái mẹ với chồng mới đưa đến bệnh viện. Xong vô bệnh viện bác sĩ kêu là có dấu sinh rồi, bị rỉ nước ói cho nên là phải nằm lại. Nằm lại rồi lúc đó chừng người bác sĩ vô thuốc xong, cái đẩy vô phòng chờ sanh. Mà lúc đó là do giấc chiều là con bị mệt rồi té như vậy á, không ăn uống được, người rất là mệt, rồi vô thuốc nữa. Cái xong em thở, con thở không nổi, cái mới nằm máy thở oxy. Cái lúc đó bác sĩ có cho người nhà vô thăm á, là có đem đồ ăn vô. Cái mẹ vô, mẹ thấy là nằm dây nhợ tùm lum luôn. Cái mẹ mới khóc, rồi mẹ đứng đó mẹ bóp tay bóp chân. Cái con nghĩ là giống như là mẹ, giống như mẹ ruột của mình vậy đó. Cái con nghĩ lúc đó con nói là dù sau này có giận mẹ gì đi nữa, con cũng phải nhớ là mẹ đã từng lo và chăm sóc cho con nhiều như vậy, nên con phải nhớ. Có bao giờ con chăm sóc mẹ giống như mẹ từng chăm sóc con không? Dạ nói thật thì chắc là chưa. Có thể là ví dụ lúc mẹ bệnh thì mình chỉ hỏi thăm mẹ hay là mua thuốc cho mẹ uống thôi. Một lúc nào đó nếu có điều kiện hãy chăm sóc mẹ chính giống như là mẹ đã từng chăm sóc mình. Dạ. Để thấy rõ cái tình cảm gắn chặt giữa mẹ chồng nàng dâu nhiều hơn. Dạ. Nhưng mà từ ngày làm dâu đến giờ thì có điều gì ở chị mà khiến cô chưa hài lòng không? Cái tánh chị thì nó nóng, đi làm gì mệt thì con bé đeo la thì nó hay đánh hay la vậy. Cô không chịu vô đó, gì dạy con im nhà im cửa, cũng không thích mà la sùm vậy á. Dạy nói từ từ cũng thích mà nói từ từ nó. Nhưng mà con dâu đánh con trước mặt mình hay là đánh sau lưng mình? Ví dụ như cô lên lầu thì nó đánh ở dưới, còn mà cô ở dưới thì nó đánh trên lầu vậy đó. Ủa vậy sao cô biết? Nó kêu nổi, nó kêu con bé nó lớn rồi, nó 3 tuổi rồi, nó lanh lắm. Nổi, cứu con, nổi. Rồi bà nội sao? Chạy lên. Chạy ra cứu liền. nổi, cứu con. Sốt ruột lắm. Bà nội giống như siêu nhân vậy hả? Kêu nổi, cái nội xuất hiện liền. Cái mẹ mới nói, mẹ làm gì sao con dạy nó được? Để mẹ dạy cho, nó không có hư đâu sợ. Để mẹ dạy cho, con đừng chạy, để mẹ dạy cho. Đôi khi là ông bà cũng hay xen vô mấy cái chuyện dạy con cái nữa, là giữa mẹ chồng nàng dâu hay xích mích nhất là cái chuyện đó. Đúng rồi. Mình dung hòa. Đúng là lúc mà mẹ giận á, mà mẹ đánh con mà bà nhào vô, nhiều khi mẹ giận mẹ la bà luôn á. Chuyện nó có thiệt chứ bộ. Dạ. Thì thấy nó không được vui. Nó không dám nói nhưng nó không được vui. Lúc nhiều giận khi... lắm đúng không? Dạ giận lắm. Tại con bé nhà con á, chú Linh nói trời ơi, nó con gái mà nó y như một thằng con trai, nó rất là hiếu động, nó quậy lắm luôn á. Mà có một cái là nó nói nhiều nữa, với lại hả, cái gì nó cũng mét bà nội hết trơn á. Con làm cái gì nó về nó cũng mét nội nó. Ấy về nó nói với bà nội là bà nội hồi nãy con Trang nó quýnh con vậy 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 nó chảy máu luôn mà.
Vậy nó kể, mà nó kể cho bà nội nó nghe luôn. Nó đi nó té đâu á, nó đỡ thừa con. Nó về nó nó kêu bằng Trang không hả? Tại nó kêu con Trang luôn. Trời ơi. Tại ở nhà chị kêu bằng Trang Trang á, nó kêu á. Thì nghe nghe ông nội bà nội hay kêu như vậy á, cái nó kêu vậy. Cái gì nó cũng mét bà nội luôn. Nhiệt mét á. Ngủ chung đừng để ngủ chung hai vợ chồng nha. Mét á. La con vậy có la chồng không? Không. Hai đứa lúc nào la nhau không? Tự nhiên cái kia cũng lớn tiếng này cô, bên giật. Nó ngay cô bên giật nó. Dạ. Con trai. Nhưng mẹ trong nhà mẹ chưa có chiều cháu, có chiều ai nữa không? Chiều cháu với chiều cô Út đó. Còn cô Út nữa hả? Dạ còn. Còn bé Út đang học lớp 12 á chú. Mẹ có chiều cô Út không? Dạ có. Chiều lắm. Có khi nào mà em nói Út xong rồi mẹ đứng ra bên không? Thì nhiều khi thấy vậy cái cũng hơi bực bực. Cái cũng nói với bé Út xong rồi nói với mẹ. Mẹ cũng nói mẹ biết rồi. Nhưng mà cũng vậy thôi. Nhưng mà chị có những cái điều gì mà mình khó nói với mẹ không? Em cảm thấy là giống như bé Út là nó học lớp 12 rồi. Nó cũng đủ lớn rồi. Nó có thể tự lo cho bản thân nó được rồi. Dạ. Nó là giống như là mẹ hãy dành nhiều thời gian chăm sóc cho mình hơn. Ừ. Tại vì em thấy là mẹ chăm sóc rất là kỹ. Mà nói thiệt thì cũng xót, tại vì học rất là nhiều. Thấy học ngày, học đêm, học riết mặt khờ luôn á. Ừ. Nói người mẹ nào cũng vậy á. Đúng rồi. Người mẹ nào cũng vậy. Vừa thương con, vừa thương cháu. Người mẹ nào trên thế gian nghĩ người mẹ nào cũng vậy á, chứ không phải riêng một mình cô. Đúng không? Dạ. Qua câu chuyện ngày hôm nay thì cô có muốn cô con dâu thay đổi điều gì không? Cô có muốn nó làm dạy con á, dạy từ từ. Bà nội thì xót cháu. Con nó gì bỏ bớt cái tánh mà la con thì kia nọ, bớt cái tánh nóng lại đi. Dạ. Từ từ cho con sẽ cố gắng. Ngày hôm nay thì chị có mong muốn mẹ điều gì không? Bây giờ mẹ cũng lớn tuổi rồi, mẹ hãy lo cho bản thân mình nhiều hơn, chăm sóc bản thân, yêu thương bản thân của mình nhiều hơn. Em chỉ mong muốn như vậy thôi. Cảm ơn mẹ chồng nàng dâu ngày hôm nay. Ủa, có thư, có thư, trình. Có thư chồng. Chương trình mong muốn là hai người luôn luôn ôm chặt với nhau, ôm chặt nhau. Sau ngày nào một hai ngày đó mình tìm cách mình ôm mẹ chồng mình vô. Mỗi ngày trôi qua rất là nhanh với rất nhiều bộn bề công việc. Lúc giận con, lúc giận chồng, lúc công việc gì đó. Nhưng mà nhớ mẹ chồng nàng dâu tranh thủ ôm nhau. Dạ. Để có thể kết thân nhiều hơn nữa ha. Dạ. Chúc mẹ chồng nàng dâu thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Một kỷ niệm gửi tặng gia đình. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Chương trình cũng còn phần quà dành tặng cho cô. Đây là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Alabio, ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Sản phẩm được nhập khẩu từ Nhật Bản. Ala vượt qua nỗi sợ đái tháo đường. Và đây là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng đến từ thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Xin dành tặng cho cả nhà mình ạ. Cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình. Dạ. Cảm ơn. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần bốc thăm trúng thưởng dành cho khán giả tại trường quay. Con số may mắn ngày hôm nay là số 41. Xin mời vị khán giả có số phiếu may mắn là số 41. Rồi, ngon lành luôn. Dạ, quà tặng là một nồi cơm điện Akino trị giá 350.000 đồng. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Và khán giả xem truyền hình cũng có cơ hội nhận được một chiếc TV Smart 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino khi trả lời câu hỏi thông qua trang fanpage của chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Để xem lại, quý vị có thể vào kênh MCV PDA và đừng quên nhấn subscribe hoặc là vào cổng thông tin Love TV với Mẹ Chồng Nàng Dâu nha. Đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng tôi vào lúc 15:40 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Xin cảm ơn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Alabio đã đồng hành cùng chương trình. Và bây giờ Quyền Linh và Lê Lộc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trải qua hơn một năm phát sóng, chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu đã có rất nhiều câu chuyện được chia sẻ, giúp gắn kết mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Con pha nước cam cho nó uống được rồi, con ăn yết đi, kể nó. Bây giờ mà nói là em thương ba chồng hơn ba ruột. Hãy đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu cùng hai MC Quyền Linh và Lê Lộc. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Talk show Chat Với Mẹ Bỉm Sữa và Hot Daddy Talk ghi hình vào tháng 10 năm 2019 tại bang California, Hoa Kỳ. Thông tin đăng ký gửi về Viber 0522961076, Gmail anhnguyet.nguyenthi@mcv.com.vn. Xin chân thành cảm ơn.
mấy người bạn hỏi hỏi thiệt Lan về vấn đề chăn gối Lan như thế nào. Đâu biết gì đâu, tại vì nghỉ học xong mà lấy chồng, cái ông chồng nó dở nằm như cục gạch. Cái xong mấy nhỏ bạn nói đúng rồi, mày vậy bị mất chồng. Mấy nhỏ bán cà phê hả, trời ơi nó điêu luyện kinh khủng. Cách nói chuyện của má nói chung là bá đạo trên từng hạt gạo luôn á, nói chuyện dễ thương lắm. Má còn thông báo với bạn bè ê tao đám cưới đó nha, cái nó trời ơi, ủa mày quen nào mày đám cưới nhanh vậy, tao cũng biết nó quen nào, nó má tao quen thôi.